Em chào tất cả các bác nha. Em Huyền, xưởng dao Phúc Sen HD trên Cao Bằng đây các bác ạ. Hôm nay lên cho các bác là những cái con dao đi rừng có vỏ mà dòng cái chưng treo phong thủy cho các bác ấy. Có vỏ thì cũng rất là đẹp các bác nhé. Ngoài ra thì cũng là những cái mẫu mới chín thôi, tuy nhiên là cái những cái con hàng hôm nay nó sẽ có sự ngắn hơn hoặc là cái kích thước nó khác hơn thì các bác cũng có thể tham khảo trong cái video ngày hôm nay các bác nhé. Còn đối với mã số 12 thì hôm nay sale cho tất cả các bác thì cái giá của nó chỉ hơn 200 một tí thôi. Nên là các bác mình cảm thấy ưng mã đấy thì mình ủng hộ em với cái giá cực kỳ là rẻ các bác nhé. Sau đây thì mời các bác cùng em đi vào từng cái mẫu hàng để mình cùng nhau ngắm, tham khảo, và nếu được thì mình có thể lựa chọn ủng hộ em một con để mang về sử dụng này, hoặc là mình để kỷ niệm thôi, cũng là một cách rất là hay phải không các bác. Đầu tiên sẽ là một cái dòng dao bé các bác nhé. Con này thì hiện tại em đang cầm trên tay là có hai con này. Em đang có hai con như thế này cho tất cả các bác này. Lưỡi của hai em này sẽ là 19, bản rộng rơi vào là bản rộng ở đoạn này thì nó sẽ rơi vào là bản gần bản 3 các bác nhé, nó chỉ được gần bản 3 thôi. Độ dày sống lưng hai em này là 5 ly. Đấy, nó sẽ có vần phát ở lưỡi dao như thế này. Mức độ là 5 ly thì các bác có thể chặt nặng được cho em rồi. Mình có thể gà vịt này, xương dườn này, chân giò này, cây củi to này các bác chặt được. Chỉ là cái lưỡi của nó ngắn nên là cái thao tác chặt của mình nó sẽ không được gọi là nhiều và khỏe bằng những cái con to thế thôi. Còn về độ dày lưỡi thì nó đảm bảo chặt được như thế cho tất cả các bác nhé. Con này thì là hiện tại em đang sử dụng cán là hai tầng khâu này, một tầng gỗ này, một tầng gỗ cẩm nam, một tầng gỗ mun, và chốt hai đinh, chốt một đinh cho tất cả bác này, có lỗ đồng ở đuôi dao các bác nha. Dù chốt một đinh hay chốt hai đinh thì các bác hãy yên tâm, bởi vì là con hàng bé như thế này thì thường thì em sẽ chỉ chốt một đinh thôi. Con nào to và dài hơn, cái lực nó dài hơn thì em sẽ chốt hai đinh cho tất cả các bác. Dù có chốt đinh hay không chốt đinh thì ngày xưa mà khi mà mình mới làm cán gỗ ấy, mình còn không chốt đinh cơ mà, thì nó vẫn cực kỳ là chắc chắn, nên các bác yên tâm nhé. Đấy, con này thì mã số 1 có giá là 350.000 một em các bác nhé. Đến mã số 2 là con M9. Con này thì là em được bác khách đặt theo yêu cầu là cái lưỡi nó chỉ rơi vào là 16 sen thôi. Đây, lưỡi con này 16 thôi, còn bình thường lưỡi nó sẽ là 19 này, nó hạ xuống 3 sen so với cái con bình thường này. Đấy, cán thì mình cũng làm bé hơn bình thường một tí, những cái chỗ như thế này này các bác. Nó là vân gỗ tự nhiên chứ không phải là em chắp vá vào đâu nhá. Các bác nhìn là mình hiểu rõ này, nó gọi là vân gỗ tự nhiên. Thì là mình trúng đoạn gỗ nào thì mình sẽ vào đoạn gỗ đấy thôi. Tất cả nó là tự nhiên thì mình cũng không thể nào mà can thiệp vào màu sắc của nó được. Em không phun màu đâu, tất cả màu là em giữ nguyên màu gỗ cho tất cả các bác đấy ạ, để mình dùng lâu dài các bác ạ. Đấy, một con M9 như thế này thì em để bác ấy chỉ có giá là 350.000 thôi. Còn nếu mà con M9 lưỡi 19 như bình thường ấy thì là nó vẫn là 380.000 một em các bác nhá. Con này là dòng mẫu quân đội Mỹ rồi, nên là khi mà các bác mình cầm ấy thì nó sẽ có thực sự là có cái độ đầm và chắc tay các bác nhá. Nó đầm và chắc tay, nó thao tác rất là tốt và cơ động cực kỳ là cao luôn. Khi mà các bác mình đi rừng, đi phượt, đi câu chẳng hạn, hoặc là mình để sưu tầm thôi, thì đây cũng là một cái con hàng cực kỳ là đẹp các bác nhá. Đây, mã số 2. Đến mã số 3 đi ạ. Đến mã số 3 nó là một cái con dao cá mập. Thực sự ý, cái con này là bác ấy lấy mẫu cho em để mình làm lưỡi và kích thước, thì bác hỏi em có làm được không, em bảo làm được. Còn cái cán thì bác ấy cực kỳ thích cái cán này của bên em, nên là bác ấy đã lựa chọn là vào phần cán này các bác nhá. Chốt một đinh và một lỗ đồng như thế này cho tất cả các bác này, là bác ấy cực kỳ thích cái này. Thực ra con này mà các bác không vào vỏ thì sẽ vào đẹp hơn, còn nếu mà mình thích vào vỏ thì vẫn vào vỏ được thôi. Nhưng mà vì cái bản rộng này nó rất là rộng nên là khi vào vỏ ấy thì nó không được xinh bằng. Nhưng mà nếu mà để đảm bảo an toàn để các bác dùng lâu dài ấy, thì mình vào vỏ thì nó sẽ ở như thế này các bác nhé. Mình vào vỏ sẽ ở như thế này. Còn bác nào mình không thích vào vỏ, mình chỉ lấy dao thôi thì cũng cực kỳ là hợp lý rồi. Riêng dao thì để cho tất cả các bác giá là 350.000 em này nhá. Nếu không nhầm thì bác ấy đang hơi bị lăn tăn với cái mức giá mà con hàng này của một đơn vị khác, của một bác nghệ nhân cũng làm rất là hay nha. Bình thường người ta sẽ bán con này gần 1 triệu hoặc triệu hơn nữa ạ. Thì là cái giá của nó cũng tương đối là cao. Còn đến bên em nhá, đến bên em thì là cả cán, cả dao, cả vỏ như thế này thì em chỉ tính bác là 520.000 thôi. 520.000 thôi mà dòng vòng bi, mà cái quan trọng hơn là bác ấy thích cái cán này của bên em. Đấy, cái quan trọng hơn là bác ấy thích cái cán này của bên em các bác ạ. Đấy, thì các bác mình ưng ý một mẫu như thế mà không vỏ thì mình liên hệ em không vỏ. Em để các bác 350 thôi các bác nhá. Đấy là mã số 3. Đến mã số 4 đi. Đến mã số 4 thì con này thì làm bên em lên nhiều rồi. Con này thì em cũng bán mấy năm gần đây rồi, mà nó cũng là một trong những con rất là sắc sảo.
kết hợp với cái cán này thì em thực sự đã thấy nó rất là đẹp các bạn. Bởi vì là cái cán này thì mình vót bằng tay này, khi mà mình cầm mình có cái độ tì tay nhất định để chốt một đinh và có lỗ đồng như thế này cho tất cả bác. Dày vào 4 ly rưỡi và mài móp ở đây các bác nhá. Con này hiện tại đang sử dụng dòng vòng bi bản rộng rơi và bản 3,5. Đấy, cầm rất là vừa vặn luôn, lưỡi 21 cầm cực kỳ là vừa vặn. Bác nào mình thích thêm vỏ thì thêm vỏ, còn không vỏ em này sẽ có giá là 350.000 một em các bác nhá. Đến là mã số 5. Đến mã số 5 là một em dao mèo nhám. Con này là nó thuộc dòng mèo nên nó nhám. Bác nào thích mà con nhẹ nhẹ thì mình tham khảo con số 5 này giúp em. Nó dòng thuộc dòng mèo nhám mà. Dày là dày vào 3 ly thôi. Bác nào thích nhẹ nhẹ mà mình chặt nhẹ thôi, mình gà vịt thôi, xương sườn thôi, mình đi rừng mình chặt cây củi nhẹ nhàng thôi, thì mình lấy con này cho em thì nó sẽ nhẹ hơn. Con này cả vỏ này, cán là cán tiện tay như thế này, cán là cán tiện tay như thế này, nên khi mà các bác cầm mình có độ tì các bác nhá. Tiện tay như thế này, khi mà mình cầm mình có độ tì. Con này thì là hàng đi cả vỏ cho tất cả các bác này. Con này cả vỏ như thế này, khóa lưỡi cực kỳ tốt các bác nhá. Khóa lưỡi cực kỳ tốt, hàng đi cả vỏ cho tất cả các bác, chỉ có giá là 520.000 thôi các bác ạ. 520.000 một em cả vỏ mã số 5. Mã số 5. Đến mã số 6 là một em Kuri lưỡi 30 các bác ơi. Kuri lưỡi 30. Con này thì là cong cong như thế này các bác nhá. Con này nó là cong như thế này luôn này. Cán là cán ốp full tang như thế này các bác nhá. Cong lưỡi và ốp full tang như thế này luôn. Trên da thì có dấu phúc sen của bên xưởng này. Có con xưởng dập, có con xưởng không dập. Để làm sao mà bác nào thích dập thì em vẫn dập thôi, còn bác không thích dập thì em cũng không dập. Bởi vì là để còn ảnh hưởng đến cái việc mà các bác treo phong thủy ấy. Nhiều bác mình không thích thì thôi em không dập nữa. Đấy, chốt ba đinh như thế này cho bác. Cán là cán loe ra như thế này nhá. Cán là quán loe ra như này, nhám hai mặt. Con này có cả vỏ gỗ cẩm chỉ các bác ạ. Con này có cả vỏ gỗ cẩm chỉ cho bác nào mình đi đường mình thích dòng Kuri mà mình có vỏ cẩm chỉ này. Là vào vỏ nó sẽ ở như thế này các bác ạ. Vào vỏ gỗ cẩm chỉ nó sẽ ở như thế này. Nếu bác nào mà mình ưng một con Kuri mà có cả vỏ gỗ cẩm chỉ, đi rừng thì mình đeo dây vào đây cho em. Đi rừng mình đeo dây lỗ vào dây vào đây cho em, là mình tì vào bên người như thế này là mình rút ra ra và mình nó cực kỳ là an toàn cho các bác này. Khi có khóa lưỡi cực kỳ tốt các bác nhá. Em này thì em vẫn để cho tất cả các bác cả vỏ, chỉ có giá là 630.000 một em dao Kuri cả vỏ mã số 6. Đến mã số 7 này các bác. Mã số 7 bác nào thích vòng bi mài trắng này, mà lưỡi thì lưỡi thon này, thì bác mình tham khảo con này cho em. Con này hiện tại đang sử dụng là dòng vòng bi mài trắng lưỡi 30, dày vào 4 ly rưỡi, bản rộng rơi vào 3,5 các bác nhá. Cán là cán ốp full tang như thế này, chốt 3 đinh và có lỗ đồng ở đuôi dao. Con nào em sẽ có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này cho tất cả các bác, lỗ đồng nó rất là rộng. Nên là các bác thao hồ mình xỏ dây xỏ lỗ thì thoải mái cho em. Con này có cả vỏ các bác nhá. Con này có cả vỏ gỗ cẩm chỉ, hiện tại em đang sẵn hai con gỗ cẩm chỉ, chủ yếu là em sẽ dùng cái Omun là chủ yếu này. Con này thì là nhỏ gọn xinh thon các bác thấy không ạ? Nhỏ gọn xinh và cực kỳ là thon luôn. Đấy, bác nào ưng mã này thì là để giá mã này cho tất cả các bác, chỉ còn giá là 620.000 thôi. Đấy là mã số 7 các bác nhá. Đến mã số 8 ạ. Đến mã số 8 nó sẽ là một dòng mèo nhám hai mặt. Nó sẽ là một dòng mèo nhám hai mặt như thế này trên. Đây, dòng vòng bi nhám hai mặt các bác nhá. Đấy, đối với cán là cán siêu phẩm rồi. Đấy, chốt 1, 2, 3 đinh này. À, chốt 2 đinh này. Có chắn đồng này và có bọc đồng ở lưỡi đuôi dao như thế này nữa. Nên là con dao nó cảm thấy nó rất là khỏe khoắn và chắc chắn cho tất cả các bác. Em này thì chắc chắn rồi. Em sẽ có cả vỏ nhá. Em sẽ có cả vỏ nhá. Bác đợi em tí ạ. Em sẽ có cả vỏ em này cho tất cả các bác này. Khi vào vỏ thì nó sẽ ở như này các bác nhá. Đợi em tí các nhá. À đây. Đây, em này là cả vỏ gỗ mun như thế này các bác ạ. Cả vỏ gỗ mun như thế này. Bác nào ưng em này thì để cho tất cả bác, giá em này chỉ có là 850.000 một em thôi. 850.000 thì là nó là vừa bọc đồng ở đuôi này. Quan trọng là cái khó ở cái cán này các bác ạ. Quan trọng cái khó là cái khó ở cái cán này thôi. Mình làm rất là mất công. Đấy, 850.000 mã số 8. Đến mã số 9 là một con dao mèo. Con này thì lưỡi là dòng vòng lưỡi là dòng ống khoan dầu khí không han gì các bác nhá. Cán là cán giọt ạ. Bác nào mà sử dụng con này mà sử dụng dòng ống khoan dầu khí không han gì mà sử dụng dòng cán giọt thì quá là đẹp. Cái ưu điểm của con này dày và 5 ly như thế này thì ưu điểm của nó sẽ là không han gì. Các bác sử dụng lâu dài thì lúc nào nó cũng sẽ trắng sáng như thế này. Nên bác nào mà mình chung chơi cho phong thủy ấy, thì mình sẽ sử dụng một con như thế này thì cực kỳ là hợp lý các bác nhá. Mình dùng con như thế này thì là mình để treo phong thủy thì mình để lâu dài, mình không cần phải là mình không cần phải bảo quản thì bao giờ nó cũng sẽ rất là mình không cần bảo quản đâu thì là nó vẫn trắng sáng đẹp như thế này cho tất cả các bác nhá. Đấy, cái này là mình sử dụng làm chắn đồng này. Cán là cán giọt này, chắn đồng này. Con này thì để giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 795.000 một em thôi các bác ạ. 795.000 một em thôi. Đấy là mã số 9. Đến mã số 10 là dòng Pháp đấy ạ. Con Pháp này thì hôm vừa rồi thì em có lên là
con phát này hôm vừa rồi em có lên là không vỏ đúng không ạ? À, thì hôm nay dày và 5 ly như thế này thì cực kỳ chắc chắn và đầm tay rồi. Hôm vừa rồi em có lên cho tất cả các bác là không vỏ. Thế bác nào có vỏ thì mình có thể tham khảo cái con này trong cái video ngày hôm nay cho em. Lưỡi là 30, bản rộng rơi bản 5, cái dòng phát kiểu Mỹ, phát quang kiểu Mỹ, dày 5 ly như thế này và dòng có vỏ như này cho các bác nhé. Có vỏ đấy ạ. Hôm vừa rồi thì lên chưa vỏ, hôm nay thì lên có vỏ, nên bác nào mà mình tham khảo cái dòng có vỏ thì mình sang xem luôn con này cho em này. À, nếu mà cả vỏ con này nó sẽ rơi vào là 700. Con này cả vỏ nó sẽ rơi vào là 720.000 các bạn. Đúng rồi ạ. 720.000 một em có vỏ dòng ống khoan dầu khí không han gì. Đây các bác nhé. 695.000 chốt giá cuối cho các bác nhá. 695.000 chốt giá cuối. Tại vì hôm nọ em lỡ bán là 695.000 rồi. Bây giờ nếu mà bác khác đang xem video của em thì lại có cái sự thắc mắc không đồng đều thì báo lại các bác là 695.000 mã số 10. Còn đến mã số 11 này. Con này cũng dày vào 5 ly, mũi tù nhỏ gọn xinh thôi. Con này mũi tù nhỏ gọn xinh thôi. Dòng ống khoan dầu khí không han gì. Con này cái khó là cái khó ở phần cái cán này, làm từng đường này không phải là em bọc vào hay em dán vào đâu các bạn. Có nghĩa em một tầng gỗ sau em lại một tầng đồng vào, sau em lại một tầng gỗ một tầng đồng vào thì mới tạo ra được cái cán như này. Và cũng có ốp đồng ở đuôi như thế này các bạn, có ốp đồng ở đuôi như thế này cho em. Ốp đồng ở đuôi như thế này cho em này. Dòng ống khoan dầu không ăn gì này. À, cả vỏ như thế này thì em như con này thì em vẫn để giá công khai cho các bác là 830.000 mà, bởi vì nó đang sử dụng là dòng ống khoan dầu khí không han gì các bác ạ. Sẽ không bao giờ bị han gì ở dòng ống khoan em làm khó hơn. Và đặc biệt là cái cán này em sẽ rất là mất công để mình làm được từng tầng như thế này. Mình làm thật mà, mình không phải mình bọc vào đâu các bác ạ. Nên là cái thời gian công sức dành cho những cái con hàng như thế này nó cũng sẽ cao và nhiều hơn. Đây là mã số 11. Còn mã số 12 hôm nay sale cho tất cả các bác này. Lưỡi đang rơi vào là 25, bản rộng rơi vào bản 5 và độ dày sống lưng là 5 ly. Con này sale cho tất cả các bác là 230.000 một em các bác nhá. 230.000 con này gọi là em sale lỗ luôn đấy ạ. Sale lỗ cho tất cả các bác luôn 230.000. Thì là mình vừa chặt gà vịt được, xương sườn được, mình vừa chặt cây chặt củi được. Đã là hàng sale thì em sẽ không có làm thêm vỏ các bác nhá. Nên bác nào mà mình thích là mình lấy luôn chứ không phải hàng sale xong em lại mất công gửi đi làm vỏ thì nó thực sự nó rất tốn kém và nó lâu dài ấy. Đấy, thì bác nào ưng mã này thì mình ủng hộ em mã này với giá là 230.000 các bác nhá. Zalo của em thì vẫn sử dụng, đang sử dụng là một số duy nhất thôi. À, các bác vẫn thường xuyên gọi số này số từ ngày xưa em bán rồi. À, hiện tại thì là em đang sử dụng TikTok là kênh là số này, nên là các bác chủ yếu là liên hệ số này. Thì các bác vẫn liên hệ qua số là 0347753780 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video này của em. Và mình ưng mã nào thì mình ủng hộ anh em thợ rèn trên Phúc Sen các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp các bác trong cái video clip lần sau. Xin chào nhé.